Xin chào. Màu đen vốn là màu đại diện của vẻ đẹp và sang trọng, nói không với sự lỗi thời. Chính vì vậy mà những mẫu ghế sofa có tông màu đen đang được rất nhiều khách hàng đón nhận trên thị trường hiện nay. Bên cạnh về tính thẩm mỹ của những mẫu ghế sofa màu đen thì đây còn là dòng sản phẩm mang lại cực nhiều sự tiện ích cũng như giúp gia chủ gặp được nhiều tài vận và may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy sofa màu đen có kén người dùng hay không? Hay nói cách khác, nhưng ai thì nên và không nên sử dụng sofa màu đen? Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề trên thì hãy đón xem ngay video này của Amia. Trong số lần này, Amia sẽ gửi tới các bạn về ai nên và không nên sử dụng những mẫu ghế sofa màu đen. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về chủ đề này thôi. Những anh chàng nam tính mạnh mẽ hay dân văn phòng chắc chắn sẽ cần đến sự thanh lịch, sang trọng mà những mẫu ghế sofa màu đen sẽ mang lại điều đó. Và đây cũng là top đầu mà những người nên sử dụng sofa màu đen. Sofa màu đen còn là sự lựa chọn hàng đầu cho những con người bận rộn, không có nhiều thời gian để vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Bởi màu đen sẽ giúp bạn che giấu đi được những bụi bẩn mà bạn chưa kịp làm sạch tức thời. Một quán cà phê, tiệm cắt tóc hay cửa hàng quần áo, sảnh chờ chung cư hướng đến phong cách độc lạ thì những mẫu ghế sofa màu đen cũng rất thích hợp để bạn có thể sở hữu chúng. Xét về mặt phong thủy, màu đen thuộc hành thủy. Chính vì vậy mà những người thuộc hành thủy khi sở hữu những mẫu ghế sofa màu đen sẽ mang lại được nhiều tài vận và may mắn. Ngoài ra thì những người thuộc hành kim hay hành mộc đều nên sử dụng sofa màu đen để mang lại điều tốt đẹp. Bên cạnh đó thì một số đối tượng sau cũng nên chú ý khi sử dụng sofa màu đen. Nếu tông màu đen đang chiếm hơn 30% tổng số màu sắc trong các đồ dùng nội thất của nhà bạn thì những mẫu ghế sofa màu đen sẽ không phải là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Bởi lẽ như nếu bạn sở hữu những mẫu ghế sofa màu đen thì trông không gian phòng khách của bạn sẽ rất là tối, cũng như là nó bị thu hẹp hơn. Hay một không gian phòng khách của nhà bạn quá nhỏ thì những mẫu ghế sofa màu đen cũng không phải là sự lựa chọn. Nếu bạn vẫn thích tông màu tối thì bạn có thể tham khảo để nó như mẫu ghế sofa có tông màu ghi hay tông màu xám đều được. Mình đã vừa chia sẻ đến các bạn về ai nên và không nên sử dụng sofa màu đen rồi. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của mình sẽ
sẽ hữu ích cho việc bạn sử dụng được một bộ ghế sofa màu đen thật là tuyệt vời. Và nếu như bạn muốn nhận được những thông tin bổ ích giống như video này thì hãy bấm nút like và đăng ký kênh của Amia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.